Cửa Lò, một bãi biển tuyệt vời thuộc tỉnh Nghệ An, là điểm đến lý tưởng cho những người muốn tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và không gian yên bình của biển cả. Với bãi cát trắng mịn dài bất tận và biển xanh biếc bao la, Cửa Lò mang đến một cảm giác thư thái và yên bình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nét đẹp của Cửa Lò không chỉ là vẻ hoang sơ và hòa mình vào thiên nhiên, mà còn là sự phát trộn hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên và những tiện ích hiện đại bãi biển này không chỉ là nơi tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng ánh nắng vàng óng ả của bình minh và hoàng hôn mà còn là điểm đến cho các hoạt động giải trí như lướt sóng cưỡi ngựa trên bãi biển và thậm chí là câu cá không chỉ có biển cát trắng và biển xanh mênh mông cửa lò còn nổi tiếng với những bờ đá đẹp mắt và những ngọn đồi xanh mướt bên dọc theo bờ biển những cánh đồng lúa xanh mướt và những cánh đồng muối bạt ngàn cũng là điểm nhấn tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng biển miền Trung. Nét đẹp của cửa lò còn được thể hiện qua sự giao thoa văn hóa giữa người dân địa phương và du khách. Bạn có thể tìm thấy những ngôi nhà hàng và quán cà phê ven biển, phục vụ các món ăn đặc sản địa phương, từ hải sản tươi ngon đến các món ăn truyền thống đậm đà hương vị miền Trung. Tóm lại, nét đẹp của cửa lò không chỉ là vẻ hoang sơ và hùng vĩ của biển cả, mà còn là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, tạo nên một không gian đầy mê hoặc và thu hút cho du khách muốn tìm kiếm sự yên bình và sự hài lòng trong cuộc sống. Cửa Hội, một điểm đến du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Nghệ An, là một bãi biển tuyệt vời với cát trắng mịn và biển xanh biếc, tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp của miền biển miền Trung Việt Nam. Nét đẹp của Cửa Hội không chỉ là vẻ hùng vĩ và hoang sơ của biển cả mà còn là sự hòa quyện tinh tế giữa cảnh quan tự nhiên và sự hiện đại của các tiện ích du lịch. Với bãi cát trắng dài và rộng, cửa hội là nơi lý tưởng để thư giãn, tận hưởng ánh nắng vàng óng ả à của bình minh và hoàng hôn. Du khách có thể thả mình vào làn nước biển mát lạnh, tắm nắng, hoặc tham gia các hoạt động giải trí như lướt sóng, cưỡi ngựa trên bãi biển, hay đơn giản là đi dạo trên bờ biển thưởng ngoạn cảnh đẹp. Nét đặc biệt của cửa hội là sự giao thoa văn hóa giữa người dân địa phương và du khách. Bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản vùng biển tươi ngon tại các nhà hàng và quán cà phê ven biển, hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa dân gian như hát hò, múa lân và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ngoài ra, cửa hội còn có nhiều khu vui chơi, nhà hàng và các tiện ích du lịch khác như khu vui chơi nước, khu vui chơi trẻ em và khu vui chơi thể thao biển đảm bảo mang lại những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho du khách mọi lứa tuổi. Tóm lại, với vẻ đẹp hoang sơ và không gian yên bình của biển cả, cùng với sự pha trộn tinh tế giữa văn hóa địa phương và tiện ích du lịch hiện đại, Cửa Hội là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và trải nghiệm văn hóa mới mẻ. Súp lươn là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Món súp lươn không chỉ là một món ăn ngon mà còn là biểu tượng của văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng miền này. Đặc điểm nổi bật của súp lươn Nghệ An là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị đậm đà của lươn và sự tươi mát của các loại rau củ, tạo nên một hương vị đặc trưng khó quên. Lươn được chế biến kỹ lưỡng, được tẩm ướp gia vị và nấu chín đến vừa ăn, mang lại cho món súp một vị ngon độc đáo và hấp dẫn. Cách làm súp lươn Nghệ An cũng có sự đa dạng từ cách nấu truyền thống đến cách biên tấu hiện đại, tạo ra những phiên bản súp độc đáo và phong phú. Một số cách phổ biến bao gồm súp lươn nấm, súp lươn cà rốt và súp lươn nấu cùng với các loại rau xanh như rau mầm, cần tây và bông cải. Không chỉ ngon miệng, súp lươn còn được coi là một món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao từ protein của lươn và các loại rau củ tươi ngon, với hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng, súp lương Nghệ An là một món đặc sản không thể bỏ qua khi đến thăm vùng đất này và là điều mà du khách nên thử khi có dịp trải nghiệm ẩm thực miền Trung Việt Nam. Thành phố Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An, nằm ở trung tâm miền Trung Việt Nam, là một điểm đến đầy sức hút với những nét đặc trưng văn hóa và lịch sử phong phú. Khi đến Vinh, bạn sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa đa dạng, từ các di tích lịch sử đến các điểm du lịch nổi tiếng và ẩm thực đặc trưng của vùng miền. Bắt đầu bằng việc khám phá di tích lịch sử như Đền Hùng, nơi được xem là ngôi đền thánh linh thiêng nhất của dân tộc Việt Nam là nơi diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm. Lễ hội rước đèn Đền Hùng vào ngày rằm tháng riêng. Tiếp theo, bạn có thể thăm Bảo tàng Nghệ An để hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của vùng miền này. Không chỉ có những di tích lịch sử, Vinh còn có nhiều điểm du lịch thiên nhiên đẹp mắt như cửa lò, bãi biển nổi tiếng với cát trắng mịn và biển xanh biếc là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch mùa hè. Ngoài ra, núi Pha Lai với đỉnh cao và khung cảnh hùng vĩ cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích leo núi và ngắm cảnh. Về ẩm thực, không thể bỏ qua những món đặc sản của Vinh như bánh mướt, bánh gai, nem chua và chả cá. Bạn cũng có thể thưởng thức các món hải sản tươi ngon tại các nhà hàng ven biển. Ngoài ra, Vinh còn là một trung tâm mua sắm sầm uất với nhiều cửa hàng siêu thị và chợ truyền thống đây cũng là nơi để trải nghiệm đời sống về đêm sôi động với nhiều quán bar quán nhậu và quán cà phê độc đáo cuối cùng không thể không nhắc đến lòng mến khách và tinh thần hiếu khách của người dân vinh khiến cho du khách luôn cảm thấy ấm áp và chào đón khi đặt chân đến đây ngoài những điểm du lịch và ẩm thực vinh còn có một cộng đồng văn hóa đa dạng và sôi động các sự kiện văn hóa hội trợ và festival được tổ chức thường xuyên, tạo ra không khí sôi động và hấp dẫn cho cả du khách và người dân địa phương. Một trong những sự kiện lớn của Vinh là Festival Hoa Sen Nghệ An diễn ra hàng năm vào mùa hè. Festival này mang đậm nét đặc trưng văn hóa của địa phương, với các hoạt động như trình diễn nghệ thuật, ha, triển lãm hoa sen và các màn biểu diễn âm nhạc và văn hóa dân gian. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của người dân địa phương, hãy ghé thăm các làng nghề truyền thống như làng gốm, làng đan lát và làng nghề mộc. Ở đây, bạn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất và thậm chí là tham gia vào các hoạt động thủ công truyền thống. Với sự phát triển của công nghệ và du lịch, Vinh cũng đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Các khu công nghiệp và khu vực kinh tế tập trung đã thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp đến đây, tạo ra cơ hội việc làm và phát triển kinh tế cho địa phương. Trải qua hàng thế kỷ phát triển và lịch sử, Vinh vẫn giữ được vẻ đẹp riêng biệt và sức hút đặc biệt. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản văn hóa truyền thống và sự phát triển hiện đại, Vinh đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp và sự đa dạng của miền Trung Việt Nam ra, Vinh còn có một số điểm đến thú vị khác mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến thăm. Trong số đó, công viên 23 thăm 10 là một điểm đến phổ biến để tận hưởng không gian xanh mát và thư giãn sau những ngày thăm thúc của chuyến du lịch. Công viên này được trang trí đẹp mắt với các khu vườn hoa và hồ nước, là nơi lý tưởng cho việc dạo chơi, tản bộ và tổ chức những buổi picnic cùng gia đình và bạn bè. Nếu bạn là người yêu thích mua sắm, và khám phá văn hóa địa phương, thì chợ Hoa Cường là một địa điểm không thể bỏ qua. Đây là một trong những chợ truyền thống lớn nhất ở Vinh, nơi bạn có thể tìm thấy đủ loại hàng hóa, từ quần áo, giày dép, đồ điện tử đến đặc sản vùng miền. Cuối cùng, để tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá Vinh, bạn có thể thuê một xe đạp hoặc xe máy để tự do khám phá các con đường nhỏ xinh, ngắm cảnh và tương tác với cuộc sống địa phương. Điều này không chỉ giúp bạn khám phá Vinh một cách chân thực, mà còn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ suốt đời. Tóm lại, Vinh không chỉ là một thành phố với lịch sử và văn hóa phong phú, mà còn là một điểm đến đa dạng và hấp dẫn với những trải nghiệm du lịch đa chiều. Cho dù bạn là người yêu văn hóa, thích khám phá thiên nhiên hay muốn tận hưởng cuộc sống đô thị sôi động, Vinh đều có những điều đặc biệt để bạn khám phá và trải nghiệm. Ngoài những điểm đến và trải nghiệm đã đề cập, Vinh còn có một vị trí địa lý đắc địa, nằm giữa các điểm du lịch nổi tiếng khác của miền Trung như Huế, Đà Nẵng và Hội An. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách muốn kết hợp chuyến đi của mình với việc khám phá các điểm du lịch lân cận. Vinh cũng là một trung tâm giáo dục và văn hóa quan trọng của miền Trung, với nhiều trường đại học và cao đẳng nổi tiếng, điều này tạo ra một không khí trẻ trung, sôi động và đa dạng về văn hóa, nghệ thuật và hoạt động văn hóa dành cho cộng đồng sinh viên và du khách. Nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống đêm sôi động, Vin không làm bạn thất vọng. Các quán bar, quán nhậu và các điểm vui chơi giải trí mở cửa đến khuya, mang lại cho du khách những trải nghiệm vui vẻ và độc đáo trong suốt đêm. Tóm lại, với sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên và sự phát triển hiện đại, Vin là một điểm đến đa dạng và phong phú cho du khách cho dù bạn là người yêu thích lịch sử và văn hóa hay muốn thư giãn và tận hưởng cuộc sống đô thị vin đều có những trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ đang chờ đợi bạn khám phá